những người không nên ăn hoặc ăn nhiều trứng gà. Trứng gà là thức ăn bổ dưỡng nhưng không phải người nào ăn trứng gà cũng có lợi. Một số người mắc bệnh dưới đây không nên ăn hoặc không nên ăn nhiều trứng gà. Một, Người có bệnh viêm gan, trong lòng đỏ trứng gà có chứa nhiều chất béo và cholesterol, những thứ này được chuyển hóa trong gan. Nhưng chức năng làm việc của gan ở người bị viêm gan đã bị suy giảm, nên ăn trứng gà gan sẽ phải làm việc nhiều hơn, không có lợi cho sự hồi phục của bệnh viêm gan. 2. Người bị dị ứng khi ăn trứng gà, có người sau khi ăn trứng gà hay bị đau dạ dày, tiêu chảy, mẩn ngứa trên da, đấy là triệu chứng bị dị ứng. A. À, bệnh nhân bị sốt nóng, khi người đang bị sốt nóng, chất dịch tiêu hóa tiết ra ít, sức hoạt động của dung môi tiêu hóa bị suy yếu, nếu ăn trứng sẽ bị trướng bụng hoặc tiêu chảy. 4. Người bệnh tiêu chảy, chức năng hệ tiêu hóa của người bệnh đang yếu sẵn, ăn trứng gà sẽ khó tiêu làm bệnh nặng thêm. 5. Người bệnh thận và mỡ máu cao cũng không nên ăn nhiều trứng gà. 6. Người đang có mụn mưng mủ ngoài da, không nên ăn nhiều trứng gà. 7. Người bị yếu dạ dày, lá lách, không nên ăn nhiều trứng gà.